Chào cả nhà, mình đã có trên tay tấm vé để lên thuyền để tới đảo Oshima nhé. Thì là một trong những đảo nhỏ thuộc Tokyo nhé. Thì bây giờ là mình sẽ đi lên thuyền nhé. Thì lần này mình đi là đi cái Zetsubune, tức là thuyền nhanh, đi chỉ mất 2 tiếng thôi. Và bọn mình có đi rất là sớm, mang theo đồ ăn này, bao gồm xôi này, rồi chả này, rồi ruốc này, đó rất là ngon luôn. Một bạn nữ khéo tay trong nhóm đã chuẩn bị. Rồi mình đã đến đảo Oshima rồi đây. Đấy, thì cái thuyền mà Zetsubune là cái thuyền nhanh này đó. Đây này, thuyền như này đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, vừa tới cái là có anh cảnh sát đến đứng đây là chào đón mọi người luôn, chắc là để kiểm tra an ninh đấy. Khi mà bọn mình đến đảo thì bọn mình có thuê xe tự lái, người ta đã mang xe đến và để sẵn ở đây và cũng không khóa cửa luôn, để chìa khóa ở cánh xe luôn, và bọn mình cứ thể lấy xe và bắt đầu hành trình luôn. Rồi leo lên xe và đi chơi luôn nào. Thì bản chất đảo Oshima là hòn đảo của một cái ngọn núi lửa, và đó là núi lửa Mihara. Nên là các bạn mà xem bản đồ của Oshima ấy, thì sẽ có một cái núi lửa to ở giữa và xung quanh đấy là một cái đường vòng. Thì điểm đầu tiên mình sẽ đến chính là cái núi lửa Mihara nhá. Thì trước khi mà leo lên núi thì mình sẽ đến một cái điểm, đó là gọi là tên bô đài, tức là cái điểm gọi là ngắm núi từ xa ấy đó. Thì các bạn nếu mà đi bus hoặc là lái xe cũng sẽ đến cái bãi đậu, và chúng ta sẽ dừng chân và đi bộ một chút lên trên. Đi bộ rất là nhanh thôi, chỉ một chút thôi là chúng ta sẽ đến được cái điểm mà gọi là ngắm núi lửa đây. Đây, từ đây mình sẽ nhìn xa được cái núi lửa Mihara. Thì cái núi lửa này cũng thấp thôi, không cao lắm, chỉ khoảng 758 m, và nếu mà đi bộ thì chỉ khoảng 40 phút là đến thôi đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành là đi bộ nhé, đi bộ dần để khám phá núi lửa Mihara nhé. Thì trước khi mà bắt đầu hành trình đi bộ thì sẽ cái điểm đầu tiên là cái điểm check in này, sống ảo ấy đấy, và có cái tên biểu tượng của núi đây, thì ai cũng đứng đây chụp hình check in sống ảo cả, rất là đẹp luôn. Bạn cũng nhớ chụp thật là nhiều tấm ảnh thật xinh nha. Rồi giờ mình sẽ đi bộ đến núi nha. Đến vào khoảng tháng 5 đến tháng 8 là mùa hè ấy, thời tiết rất là dễ chịu luôn và rất là mát mẻ đấy. Lúc mình đi là vào khoảng tháng 5 nên là có hoa đỗ quyên rất là đẹp luôn, khung cảnh rất là nên thơ trữ tình nhé, rất là đẹp luôn. Và cái quá trình ấy mình đi lên núi thì nó mới là chiêu chiêu dành cho những bạn mà thích đi bộ này, leo núi này, thích gần gũi với thiên nhiên nhá, rất là đẹp luôn. Leo cũng khá lâu rồi mà mới đến lưng chừng núi thôi các bạn ạ, vẫn chưa lên đỉnh miệng núi lửa đâu. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, đây những cái phần đất màu đen này chắc là ngày xưa phun trào ấy. Đấy, đây mới chỉ là lưng chừng thôi nhá, mà chỗ này cũng sông ảo cũng đẹp luôn, hai bên là xanh mướt, rất là đẹp. Rồi, mình đã lên đến đỉnh núi rồi đây, đấy. Thì ở đây nó có một cái cổng như là cái cổng đèn này, rất là đẹp. Mình có thể chụp từ hướng từ bên trên xuống này, hoặc từ dưới lên, cũng đều rất là đẹp luôn. Hoặc là mình có thể chụp bên cạnh đây, cái bãi đá này đó, cái bãi đá màu đen bên cạnh cũng là một điểm sống ảo rất là đẹp. Đây là cái điểm mà dừng chân nghỉ ngơi ở trên đỉnh cái núi nhá, có thể nhìn view xa cái miệng núi lửa nhá, và bên dưới là nhà vệ sinh nhá. Nhà vệ sinh thì các bạn tưởng tượng ở trên núi này và sẽ không có nguồn nước, và người ta sẽ phải xách nước lên đây nên là nước rất là hạn chế, và nhà vệ sinh cũng hơi có mùi một chút. Đây mình sẽ quay từ trên cao xuống cho bạn nhìn nhá, quang cảnh của núi nhá, rất là đẹp luôn. Đây,
Đây là miệng của núi lửa nhá, Mihara nhá, đấy. Cũng không được đi được đến tận sâu vào trong miệng núi mà người ta cũng ngăn thế này. Thì mình sẽ chụp hình từ xa đây thôi, đấy, cái miệng núi nó như thế này đây. Rồi kết thúc một ngày thì tụi mình trở về khách sạn nhé. Thì đợt này là mình ở cái khách sạn mà Candy thì hơi rì rì một chút, tại vì là khi mà mình quyết định chuyến đi này cũng hơi muộn ấy, nên là cũng không đặt được những cái khách sạn mà gần cảng. Thì cái khách sạn này hơi xa cảng một chút nên là chắc là nó vẫn còn chỗ trống. Đấy, khách sạn cũng khá là đẹp và có vẻ rất là mới luôn. À, có cả bể bơi luôn. Trông rất là thơ mộng luôn. Đó. Nước xanh rất là đẹp. Cái núi à cái đảo Oshima khá là nhỏ nên là chỉ cần lái xe một vòng quanh cái con đường mà viền quanh của hòn đảo là chúng ta có thể đi hết tất cả các điểm vui chơi của đảo luôn. Thì bọn mình cũng ngày thứ hai là bọn mình cũng lái xe đi một vòng luôn đó, và cứ đi mỗi điểm là người ta sẽ có những cái mũi tên chỉ ra những cái điểm mà mình sẽ gọi là tham quan được, xuống chơi được ấy. Cái điểm đầu tiên mình đi là gọi là cái bãi đá, bãi biển à. Đó thì cũng gần khách sạn chỗ mình thôi đó, rất là đẹp luôn. Nếu các bạn nào mà thích sống ảo với biển với bãi đá rất là đẹp và thơ mộng, sóng rì rào rất là thiên nhiên hữu tình. Điểm tiếp theo mà đoàn mình đi chính là vườn thú tại đảo Oshima, chính là vườn thú lớn nhất và cũng là nổi tiếng nhất của đảo Oshima, với rất là nhiều loại động vật như là rùa này, rồi lạc đà này, rồi các loại chim này, rồi đặc biệt là loại gấu trúc đỏ nhé, loại gấu trúc đỏ này rất là đặc biệt luôn, rất thích hợp với những gia đình có em nhỏ mà đi chơi thì rất là phù hợp luôn. Buổi trưa thì đoàn mình dừng chân và ăn ở tại một cửa hàng đã truyền thống rất là lâu đời trên đảo Oshima, và được cái khách sạn giới thiệu, cái chị mà làm ở khách sạn giới thiệu cho là quán này rất là nổi tiếng và thu hút khách du lịch, và ai đến đây thì cũng nên ăn thử một lần đó. Đồ ăn thì công nhận là ngon thật các bạn ạ, và rất là chất lượng luôn. Đặc biệt là đảo Oshima có cái món chả cá nhá, siêu ngon luôn nha, mình cũng đã ăn cái món đó rất là ngon luôn. Tiếp theo là tụi mình đến với cái điểm cũng là gọi là du lịch tiếp theo, là một con đường bậc thang nhá, xuyên giữa hai cái gốc cây nhá. Đó thì thực ra cái điểm này nó rất là đơn giản thôi, thế nhưng mà rất là đặc biệt ở chỗ là giữa hai gốc cây mọc lên thế này thì lại có một con đường xuyên qua, và yên tĩnh, yên bình, và rất là gọi là cảm giác rất là nhẹ nhàng ấy. Đó, những bạn nào mà thích gần gũi với thiên nhiên mà đi bộ ở đây thì cảm giác rất là chill luôn. Rồi mình sẽ đi bộ thử cho mọi người xem nhé. Thì thực ra thì nó cũng không có gì cả, nó chỉ là thiên nhiên thôi. Nhưng mà quan trọng là cái không khí, cái thời tiết mát mẻ, rất là đẹp luôn, và rất là đặc biệt. Oshima thì có hai cảng, thì lúc mình đến là một cảng khác, và lúc mình về, tức là mình sẽ di chuyển từ Oshima sang Nijima ấy, thì cũng sẽ là một cái cảng khác. Thì đây là cái cảng thứ hai. Thì buổi chiều thì bọn mình sẽ đi cái tắm cái onsen ở gần cảng, cho nên là bọn mình sẽ vào thăm cảng luôn.
Đấy, cái cảng này thì lớn hơn cái cảng mà lúc tụi mình đến, và thường là những cái tàu lớn ấy, thì sẽ neo đậu ở đây này. Đây, đến Oshima thì các bạn nhất định phải tắm ông sên ngoài trời nhá, và nam nữ tắm chung được nhá. Già trẻ em nhỏ đều có thể vào chung được đó. Thì vào đây thì mọi người phải mặc đồ bơi nhá, và hoặc là mặc quần áo bình thường cũng được, không được là không mặc gì. Và tắm vào buổi chiều là hay nhất, đẹp nhất, vì sẽ có hoàng hôn ngắm rất là đẹp luôn, và chi phí cho mỗi người chỉ có 300 yên thôi đó, rất là đẹp và thơ mộng nha. Thời gian trôi đi nhanh quá, đã hết 2 ngày ở đảo Oshima rồi, và chúng mình sẽ lên chiếc tàu to này nhé, rất là lớn luôn, để di chuyển đến đảo Nijima nhé. Thì từ đảo Oshima đến Nijima thì cũng rất là gần thôi, và chỉ có một chuyến vào buổi sáng thôi, sáng sớm thôi, nên là bọn mình phải đi rất sớm. Thì lúc đến Nijima thì bọn mình sẽ ở dạng homestay, tức là kiểu kiểu gọi là ở nhà dân ấy. Thì cái nhà này gọi là người dân người ta sẽ tự mở cái gọi là cái khách sạn cho thuê ấy đó. Sau đó thì bọn mình đi dạo đến một cái đền, các bạn sẽ nhận thấy là cái không khí và không gian rất là giống Việt Nam không, các bạn thấy chưa, cái đường tre nứa này đó, mình cảm giác như là đang ở Việt Nam luôn ấy, và đằng sau là cây dâu tằm đấy, giống như cây dâu của Việt Nam mình luôn đấy, cảm giác rất là gần gũi giống Việt Nam. Trên quá trình mà đến đền ấy, thì mình có đi qua cái điểm mà cũng là di tích lịch sử đấy, cũng là cái điểm du lịch. Đây là cái mà cái này được xây dựng từ năm 1960 đấy, rất là xa xưa rồi, cái thời xa xưa mà người dân mà Nijima thường là hay đánh cá không, khi mà họ giải lưới đánh cá ấy, thì họ sẽ cất lưới vào những cái nhà như này. Thì thường là cái nhà này nó xây dựng ở trên trên biển cơ, nhưng mà đây là họ dừng lại đây để mình tham quan thôi đấy, thì rất là cổ kính như vậy, và không khí cực kỳ mát mẻ dễ chịu các bạn ạ. Đấy, cây xanh mát mẻ luôn này, mà các bạn nào mà xuống hả cũng rất là đẹp luôn này. Giờ mình sẽ đi xuống khám phá cái giếng làng nhé. Thì chắc cũng giống Việt Nam mình thời xưa, người dân ở đảo họ cũng cả làng ăn chung một cái giếng ấy đó, đào cái giếng nước phía trong và cả làng cùng sử dụng với nhau ấy. Mình sẽ đi thử xuống cái giếng xem nào nhé. Một hồi đi bộ thì đoàn mình đã đến được cái đền đền trên đảo Nijima nhé. Đấy, cũng yên bình. Mà hồi bọn mình đi thì đúng là vắng, cũng không thấy có người mấy, hầu như là chỉ đoàn mình thôi. Buổi chiều thì mình đi bộ ra bãi biển chỗ Nijima thì cũng có rất là nhiều cái cảnh đẹp này, những tượng đá này, để chụp ảnh sống ảo rất là đẹp luôn, cả dọc con đường này rất là nhiều tượng luôn các bạn ạ. Nhà vệ sinh đây, đây là nhà vệ sinh công cộng nha các bạn, cũng rất là đẹp luôn. Tiếp theo mình đến một cái điểm cũng là check in nổi tiếng của Nijima,
Mà cái khu này mình nhìn nếu mà xa tự tưởng như là Vạn Lý Trường Thành nhỉ. Rất là đẹp. Đấy, giờ mình sẽ tiến gần hơn nhá. Tiếp theo mình đi một đoạn nữa là sẽ đến một cái mỏm đá nhá, mà bãi biển rất là đẹp luôn. Thì chỗ này là có thể check in sống ảo hoặc là chơi nước cũng rất là thích luôn. Thì nó nằm ngay cạnh ở cái bãi ngay cạnh ở cái suối nước nóng nhá, được tắm miễn phí nhá. Thì trong lúc trời còn sáng còn đẹp thì mình sẽ xuống nơi chụp ảnh và check in trước. Rồi, mình đã đến khu tắm nước nóng miễn phí rồi đây. Đầu tiên là cái khu mà ngâm chân nhá. Đấy, chỗ này thì mình có thể ngồi và ngâm chân ở đây này. Và view là rất là đẹp luôn, núi non hùng vĩ luôn. Rất là đẹp. Và cái khu này cũng khá là rộng, có rất là nhiều bãi tắm. Đấy, vào đây thì chúng ta sẽ sử dụng, phải mặc quần áo hoặc là đồ bơi nhá. Thì sẽ có những cái bãi nóng này, rồi hơi hơi nóng này, hoặc là bãi lạnh này, đấy. Rất là đẹp và rộng luôn, các bạn thấy chưa? Đó, nhìn rất là đẹp và chill chill. Nếu mà đợi đến hoàng hôn một chút nữa thì sẽ cảnh càng đẹp luôn. Bên dưới thì có 4 bể, rồi lại đi bộ lên cầu thang ở bên trên có một bể nữa nha. Rất là đẹp luôn, giờ mình sẽ đi lên nha. Sau thì tụi mình lái xe đi chơi, khám phá các điểm du lịch khác của Nijima nhé. Đầu tiên là cái bãi tắm với bãi cát trải dài nhé, rất là đẹp luôn. Giờ mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Theo thì bọn mình có đến một cái khu đèn, thì trên đường đến khu đèn mình sẽ đi qua một cái điểm mà người ta gọi là sẽ nhìn thấy phú sĩ từ đảo Nijima ở đấy. Đây là một cái điểm view rất là đẹp luôn.
đến Dinh Dạ rồi đây. Một cái đề rất là nhỏ thôi nhưng mà rất là yên tĩnh, yên bình. Tiếp theo thì tụi mình ghé thăm cái bãi biển Habu Chiura nhé. Đây là những cái điểm mà nổi tiếng, có thể coi được là biểu tượng của Nijima nhé. Vì đây là một cái điểm gọi là hoàn hảo để chụp những bức ảnh rất là kỷ niệm này. Có biển xanh này, có những tòa nhà màu trắng này. Đấy, và cái cảm giác như đang ở một khu nghỉ dưỡng nước ngoài nhé. Rất là đẹp luôn. Mình cũng check-in sống ảo được một số tấm. Lúc mình đến thì trời hơi âm u một chút và cũng hơi chiều rồi, nên là cái nước biển nhìn nó không được xanh lắm. Đây là cái khu bãi đá mà dọc cái bờ biển rất là đẹp luôn, nhìn như là Ai Cập các bạn ạ. Nhưng rất là đẹp luôn, sống ảo chữ yên rất là tuyệt vời. Điểm cuối cùng mà tụi mình ghé thăm đó là công viên với những động vật mà làm bằng đá nhá. Có cả những chú mèo hoang nữa. Thế là đã hết hành trình ở trên đảo và chúng mình lên thuyền trở về Tokyo nào. Don't stop.